Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Chợ Ô Tô số 1 Hồng Mỹ Linh. Và hôm nay bên mình mới tuyển về chiếc xe che nắng che mưa. Và trước mặt chúng ta đó là chiếc Chevrolet Spark sản xuất năm 2009, tư nhân chính chủ biển thủ đô Hà Nội các bạn này. Đấy, các bạn quan sát phần hình thể bên ngoài của em nó đây. Bác nào có nhu cầu sử dụng mẫu xe nhỏ bé xinh xinh sang ăn như xe máy để đi thay xe máy thì đây. Đấy, và cái màu này đó là một cái màu tô điểm lên một cái mẫu xe hatchback nhìn rất lỗi ba thế các bạn này. Xe được trang bị là một bộ mâm đúc đây các bác nhé. Đấy, gần guốc này. Những đường chỉ chạy dọc thân xe nó còn căng đét đấy các bác này. Và từ cái kính chiếu hậu nó vẫn là kính zin các bạn này. Đấy, các bác quan sát về phần hình thể bên ngoài đây. Toàn bộ đèn đóm đây. Đèn pha, đèn chiếu hậu, nó đèn zin nguyên bản theo xe hết các bạn này. 29A61036 đang kính chào quý khách tại cửa hàng chợ ô tô số 1 Hồng Mỹ Linh. Bác nào mới có bằng cũng như các bác mua để che nắng che mưa đi thay xe máy thì đây là một cái mẫu xe không thể tốt hơn các bạn nhé. Và đây, những cái đường mí này, những cái đường ba sốc trước này, nhìn nó căng đét các bạn này. Đèn này, đèn zin nguyên bản theo xe các bạn nhé. Những cái đường dập lỗi trên lắc cabo này, căng đét này. Cam kết với các bạn là xe không đâm pha và đặc biệt là máy không bị thủy kích các bạn nhé. Đấy, và kính đây 2009 mà kính vẫn còn kính zin này của nhà sản xuất đây các bác này. Đấy, sơn xi sờ nó bóng mượt đấy các bạn này. Chiếc xe này bên mình đã test thử rồi, các bác mua chiếc xe này về sẵn đi thôi, không phải làm gì cả. Máy gầm đại chất các bạn nhé. Và kết thúc phần sơn xi và phần hình thể bên ngoài để mời các bạn quan sát phần nội thất cũng như là keo chỉ. Với một cái giá rất là yêu thương các bạn nhé. Chiếc xe này chỉ có hơn 7, dưới 8 thôi là các bạn đã sở hữu ngay một mẫu xe ô tô đăng ký 5 chỗ rồi. Đấy, keo chỉ này, zin tuyệt đối hết các bạn này. Sao bác mà kiếm được những chiếc xe keo chỉ nó zin như thế này thì nó là hiếm rồi các bạn này. Họng khóa còn rất tươi sáng đây. Nội thất đồ nhựa của em nó đây các bác này. Đấy. 2009 mà như em này nó là tương đối là đẹp rồi. Đấy, bác chủ bác cẩn thận, bu lăng nó còn bu lăng khâu như kiểu dòng Martin Nhật đây các bác này. Đấy, củ số còn rất đẹp đấy các bác nhé. Đấy. Xe được trang bị màn hình cam đùi khóa khiển rồi. Các bác mua chiếc xe này về sẵn đi thôi. Đấy. Và trần này, trần nó là trần nỉ nguyên bản theo xe các bác này. Một bộ nội thất, bộ áo ghế hai màu đỏ đen đây các bác này. Đấy, ốc nhái bản phía bên phụ đây các bác này. Sơn xi nó còn zin hết đây các bác nhé. Đấy. Với một cái cửa tiền trục, chỉ có trên 70 dưới 80 mà được một chiếc xe zin đẹp như chiếc này nó là rất ok rồi. Còn đòi hỏi nhiều hơn nữa thì nó rất khó. Còn xấu đẹp thì nó thể hiện lên chính cái video hôm nay mình quay đây các bác này. Đấy, các bác quan sát này. Chỉ cánh thứ hai bên phụ đây. Táp ly đồ nhựa đây các bác ạ. Rất đẹp các bạn nhé. Keo chỉ không mất phân nào. Đấy. Và đây, các bạn quan sát là ba bô lê này. Gầm này. Không hề mục mọt các bác nhé. Đấy. Toàn bộ đèn trước, đèn sau. Nó là đèn zin nguyên bản theo xe hết các bác này. Và đây các bạn quan sát là gầm này. Sở bác là thường hay mục mọt, chiếc này không nói không với mục mọt các bạn nhé. Rất nhiều cam đây các bạn này. Đấy, 1 này, 2 này. Gần guốc của em nó từ cái bàn là sốc sau đây các bạn này. Căng đét. Tội gì phải đi SH làm gì. Và đây các bạn quan sát này, chỉ phía sau bên lái đây. Không mất một phân keo chỉ nào. Đấy. Hàng ghế phía sau đây các bạn này. Bác nào đang có nhu cầu cần những chiếc xe che nắng che mưa thì cứ liên hệ ngay cho mình theo số điện thoại của mình ở để phần giới thiệu các bạn nhé. Cam kết các bạn là toàn bộ cột keo, cột A, cột B, cột C, cột đầu, cột cuối, cột giữa tác không tác động của đâm va chạm trồ, máy không bị thủy kích các bạn nhé. Keo chỉ tương zin gần như là tuyệt đối luôn. Đấy, các bạn quan sát này, mình quay rất kỹ các bạn nhé. Khi các bạn muốn xe mua xe thì các bạn cứ quan sát kỹ hết video của mình để so sánh với những chiếc xe khác đang chào bán trên thị trường. Tại sao cái giá của những chiếc xe bên mình bán nó sẽ nhỉnh hơn các bạn khác? Vì bên mình tuyển chọn rất kỹ các bạn nhé. Đấy, quay rất kỹ này, từ trần phào cánh cửa cho đến là bu lăng củ số đây các bác này. Tuy rằng xe có mấy chục thôi nhưng mình rất tôn trọng khách hàng. Quay thật chi tiết để các bạn có thể chốt luôn được khi xem video. Bên mình có dịch vụ hỗ trợ ship xe đến tại nhà cho các bác xem nếu hai bên thống nhất được giá cả.
Ở đây các bác quan sát phần cốp sau này, hôm nay mình chưa quay này, từ cái giá này còn nguyên này các bác. Đấy, đây cột sau máng nước này, zin tuyệt đối các bạn nhé. Đấy, rất mong anh em khi xem video like và chia sẻ cho kênh Chợ Ô Tô Số 1 Hùng Mỹ Linh. Bác nào có kênh rồi thì cho mình xin một nút like, còn bác nào chưa có kênh thì đăng ký ủng hộ mình để bên mình liên tục cập nhật những mẫu xe mới về gửi tới quý anh chị và các bạn. Đấy, các bạn quan sát không giấu giếm gì, xấu đẹp quay hết đây các bạn này. Và để kết thúc phần thân vỏ cũng như là phần keo chỉ để mời các bạn đến phần cuối cùng của xe để chúng ta cùng nhau test thử phần trái tim của chiếc xe, xem chiếc xe có xứng đáng để các bạn mua che nắng che mưa hay không. Trong lúc kinh tế khó khăn, kiếm được một chiếc xe cái giá tiền trục như chiếc xe này thì nó là rất hợp lý cho cái thời buổi kinh tế khó khăn như thế này các bạn nhé. Đấy, xe được độ thêm cả hai loa tép đây các bạn này, riêng áo ghế bộ có con này một bộ áo ghế mới khét luôn, các bạn mua về sẵn đi, riêng con này kể cả là từ điều hòa lạnh buốt các bạn nhé. Rất mong các bạn là khi xem video like và chia sẻ cho kênh của mình. Mình không cần phải quảng cáo nhiều, mình chỉ trách nhiệm quay video xem thật chi tiết để cho các bạn khi có nhu cầu thực sự các bạn có thể tham khảo cũng như là chốt. Chứ còn quảng cáo có khoe mẽ đi chăng nữa mà xe nó không ra gì thì cũng vứt đi. Đấy, trái tim của em nó đây các bác này. Bác nào có nhu cầu cứ thống nhất được giá cả em ship đến tại nhà các bác nhé. Đấy, từ cái rằng đầu này các bác này. Đấy, máng nước bên lái này, máng nước bên phụ này, đây là số khung của dòng Chevrolet Spark các bạn nhé. Số máy thì nó bên dưới cái cốc lọc gió. Đấy, ốc nhái này, keo chỉ này, dưới một cái cửa tiền này có mấy chục thôi thì các bạn yên tâm, bên mình sẽ bảo hành cho các bạn là xe không đâm va và đặc biệt là máy không bị thử kích. Đây, máy đang nổ đây các bạn này, bản này nó là bản máy 0.8 các bạn nhé, ba máy cực kỳ tiết kiệm xăng đấy. Không trong bánh ngoài lá gì. Đấy, các bạn này, mở ra nó không như quạt chả các bạn nhé. Máy gầm đại chất đang chào đón các bạn. Và để kết thúc chương trình, xin giới thiệu thêm với các bạn ở bên mình còn rất nhiều những mẫu xe mới về đây. Bác nào yêu thích cái giọng cái chiếc xe Toyota Vios bản G sản xuất năm 2004, máy zin côn còn chưa thay các bạn nhé. Đấy, màu này nó là màu đẹp nhất của dòng Vios G bản cũ đây các bạn này, máy 1.5. Đấy, sản xuất năm 2004 các bác nhé. Và bản này nó là bản đủ đây, 4 phanh đĩa đây các bạn này, bản 4 đĩa các bạn nhé. Đấy, cua rè, cua lốp còn zin hết đây các bạn này. Chiếc này các bác trung niên có tuổi đi chiếc này thì chấm hết luôn. Bản G bây giờ nó gọi là bản E số sàn đấy các bạn này. Bản này nó là bản đủ nhất đây, toàn bộ nó là điện này, lỉ này. Đấy, các bác trung niên có tuổi đi chiếc này chấm hết luôn, máy 1.5. Đấy, trần phào của em nó đây, zin hết. Máy zin côn còn chưa ra thì các bạn yên tâm. Đấy, còn đây, chiếc này là sản xuất năm 2009 cùng đời, màu đỏ phong thủy đấy các bạn này, giá hơn 80. Còn chiếc này đây, giá chính xác mình để cho các bạn là giá chốt 79 triệu, lộc lá tùy tâm. Đấy, còn rất nhiều xe nữa để chào đón các bạn đây. Và cửa hàng bên mình đây, mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách chân đèn xanh, đèn đỏ, đường đầu đường 100, Đạo Đức Bình Xuyên, Vĩnh Phúc khoảng tầm hơn 100 mét thôi các bạn này. Mặt đường quốc lộ 2 rất thuận lợi để các bạn đến với bãi xe bên mình. Và đây, đấy, các bạn quan sát này, Chợ Ô Tô Số 1 Mê Linh lúc nào cũng kính chào quý khách. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.